dạy chút kiến thức cơ bản cũng có thằng cần thôi. Mới rap thì đừng cố ép skill, cứ dừng ở vần đôi. Quan trọng là câu mày viết ra phải đọc hiểu được, thêm hai chữ vần ở cuối câu để nghe nó kiểu mượt. Còn để đi flow cơ bản thì cũng dễ thôi mà, mày cứ lắng nghe theo nhịp sống và đọc đừng trễ thôi à. Giờ có thể dừng ở giữa câu để điều chỉnh hơi thở sâu, cũng có thể đọc liền một mạch giống như thế này chẳng dừng ở đâu. Còn giờ giống tai mà nghe này, đây là kick này, đây là snare này, nhấn nhịp vào hai tiếng trống đây thì đại khái là flow ok ngay. Chủ đề bài rap thì mày cứ tự ngồi nghĩ nó ra bằng đầu, viết về cuộc sống nghèo khó hoặc là chửi mẹ chửi cha thằng giàu. Có thể viết về tình yêu, cái điều vẫn làm mày quá là sầu, hoặc có thể oh yeah hết mẹ một vờ nó cũng khá là ngầu. Đấy, chung quy là như vậy đấy, mà không rap được thì tao cũng quỷ. Rap cơ bản thì có bấy nhiêu, còn muốn chuyên sâu thì tự mà suy.